Giáo hội Ấn Độ triển khai chương trình chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân COVID. Ngày 13 tháng 5 2021, Văn phòng Y tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã khởi động một chương trình chăm sóc tại nhà dành cho các bệnh nhân COVID-19 tại 7 tiểu bang Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh và Tamil Nadu. Chương trình đã được bắt đầu ở 7 tiểu bang với 40 văn phòng khu vực thuộc các giáo phận, nhưng dần dần dự án sẽ bao phủ mọi giáo phận vì Hội đồng Giám mục có các tình nguyện viên ở đó. Cha Julius Arakan, Tổng thư ký của Văn phòng Y tế cho biết, mục tiêu của dự án là giảm tỷ lệ tử vong và nhiễm bệnh do COVID-19. Các gia đình bị ảnh hưởng và thiếu thốn nhất sẽ được xác định và lựa chọn bởi các giáo xứ của các khu vực tương ứng. Các tình nguyện viên từ các khu vực đó sẽ được lựa chọn và đào tạo bởi các y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Những tình nguyện viên được đào tạo này sẽ xác định và hỗ trợ những gia đình như vậy. Bộ dụng cụ y tế của chúng tôi bao gồm máy đo oxy ở đầu ngón tay, ống hít hơi nước và nhiệt kế kỹ thuật số. Các tình nguyện viên được đào tạo sẽ dạy cho các gia đình về cách sử dụng và ứng dụng của các thiết bị y tế đó. Các gia đình được chọn cũng sẽ được giao cho một bác sĩ trong vùng chăm sóc. Các tình nguyện viên sẽ thường xuyên liên lạc với bệnh nhân qua điện thoại và những người gặp khó khăn sẽ được sắp xếp các dịch vụ y tế từ xa. Đức Tổng Giám mục Prakash Malavarapu của Visakhapatnam, Chủ tịch Văn phòng Y tế, cho biết phương pháp tiếp cận tại nhà có thể giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện và các chuyên gia y tế. Dự án sẽ giúp phát hiện sớm và có thể giúp điều trị sớm, cũng như có thêm thời gian để thu xếp, chăm sóc tại bệnh viện. Nó cũng có thể giảm thời gian nằm viện và tỷ lệ hồi phục có thể cao hơn.